tôi rời Việt Nam năm 1983. ba um, qua Mỹ năm tôi 17 tuổi. Um, sau khi chiến, um, sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt được uh, 8 năm. Ở khi ở, gia đình tôi ở ở thành phố. Um, thì buổi khi mà có người người ta báo là có chuyến đi á, thì sáng anh tôi chở tôi và cô em đi ra ngoài xe giống như xe xe, xe đò đi về dưới rạch giá, sau đó đi từ rạch giá thì uh, có người dắt tụi tôi đi vô trong núi ở, vô trong cái 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 núi mà cái bọc núi á, người ta giữ coi như người ta giữ mình ở đó đó, thì uh, tụi tôi ở trong cái bọng núi đó một ngày một đêm sau đó thì người 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 Mien á họ mới dắt tụi tôi đi bộ thì đi bộ coi như là từ chiều mà cho tới sáng ngày hôm sau á thì đi băng rừng á thì mới đi ra được tới cái tàu đó là coi như từ chiều mà cho tới gần sáng á thì um, ra được tới cái tàu thì khi đi ra tới tàu á thì tàu cũng đậu ở ngoài thì um, lúc đó cái người mà dắt tụi tôi đi á thì anh đó là anh là luật sư ở Việt Nam xong rồi anh mới dắt tụi tôi đi thì anh phải là người mà đưa tụi tôi đi lên tàu bởi vì tụi tôi không có trèo lên tàu được tàu cao lắm thì đậu ở dưới nước dưới thấp nữa thì anh phải đưa lên thì khi anh đưa tụi tôi đi lên trên tàu á thì lúc mà đi đường đi đi rừng như vậy là tụi tôi không có được đi dép phải đi bằng chân không tại vì sợ để rớt giày dép lại á thì sẽ để lại dấu do đó đi bằng chân không mà khi đi chân không như vậy á người ta cứ đi mình đi tôi đâu có biết tại vì đi đêm tối lắm thì uh, miên họ dắt đi thì uh, đến hồi uh, cái chân á uh, bị chặt cũng không hay nữa đến hồi đi lên tới trên tàu uh, là cái mắt cá chân sưng lên rồi nhưng mà mình không có cảm thấy đau, đó thì à, đến hồi mà đi lên trên tàu á, được 4 ngày thì cũng may mắn là cái chuyến tàu đó khi tụi tôi đi á thì à, cái anh mà dắt tụi tôi đi á trước khi đi thì bởi vì anh cũng là người trốn cải tạo không có đi cải tạo do đó trước khi đi thì anh học về À, sao ở trên trời để nhìn sao để đi á nhưng mà cái chuyến tàu của tôi đi á thì mới đi được ra khỏi hải phận á thì cái hải bà nó bị mất bị rớt xuống biển sau đó ông anh là anh đó đó thì anh mới lái tàu chứ anh không có để cho người tài công lái nữa tại vì cái người tài công lúc đó theo đúng như thỏa thuận á thì sẽ cho gia đình anh đi nhưng mà cuối cùng á thì cái người chủ tàu á họ chỉ cho ánh và một người em đi thì um, ông anh từ ông sợ là phải quay trở về do đó ánh không tin cái người đó lái tàu mà ánh là người lái tàu đó khi anh lái ra khỏi hải phận rồi thì anh mới thay cho cái anh đó lái mấy tiếng thôi thì cái chuyến tàu của tụi tôi đi may mắn là đi qua Thái Lan đúng 4 ngày thì qua tới Thái Lan